Quân, 30 răng. Hit ban bên kia xem khô, cân. Vâng, 4 cung luôn. Vâng, hit ban bên kia là xem khô. Cân chặt. Quan trọng là cách này chém thôi. Không biết xem anh chém hay xem đánh cung. Bên kia dễ đánh hơn mình thôi. Bên kia xem khô đổi vía cho nhau đều được. Bimi là người cầm pan. Chip boy cầm hitty. Bên kia có Kenny Seng. Khá căng cò đấy. Seng nhiều khi... Đây rồi, có quả phụ với từ hit rồi. Nhìn có tia hy vọng rồi. Có voi luôn. Bài hit đang khá tươi. Baby thôi, quan trọng bài baby của Pan này thôi. Pan này tươi là đẹp luôn. Vẹn cả đôi đường. Bên kia dường như về lớp mà cầm xe. Đây rồi, kêu đây rồi, đá về nhanh anh kim. Pan mà, đồ đồ về vì quan trọng. Đây, voi luôn. Vâng, nếu như đây là game thủ V-Lớp thì anh sẽ bỏ lùa hiêu và câu voi về trước. V-Lớp một trong game thủ rất lười lùa hiêu. Nhưng đây là BB, một game thủ trẻ. Và sắp tới... Ôi, tươi mắc bêu. Ôi, chip voi đủ đồ rồi. Nó có 3 quả rồi. Không, chip voi quả tác. Chip boy là quả bên trên cơ. Bên hướng xuống góc 3 giờ. Rồi. Và hiêu 4 con nhưng có 1 voi. Có con voi nữa thì tốt. Còn chỗ này đôi voi là tốt đấy. Bên kia bãi quả. Đánh 18 dân vẫn được. Bài pan. Ăn quả trước à? Không, đóng ép đây thôi. Đóng ép ăn cả hiêu cả gỗ luôn. Khá là tinh tế. Câu voi luôn đây, cái xe gió thấy con voi mình ấy. Rồi, xin cái xe gió luôn. Một con mới đều. Biết nó có câu chưa. Rồi 18 dân. Đánh bao nhiêu dân này? Vẫn 19 dân à? Ôi, 2 quả đấy, tươi. Đánh 19 dân thôi. Thế thì khả năng không ăn bầy hiêu rồi đâu. Ăn 2 bãi quả được rồi. Đây rồi. Mình tin đóng bãi quả, bây giờ nó mắc binh rồi. Màu 5 là con gì đấy Bi? Vâng, màu 5 là Phonesian, tươi. Phô đánh cung đấy, gặp Pan nó chém cho nhung nít lên. G-Boy Hitty, ăn 7 heal. Và có thêm bãi quả phụ đang ăn đây rồi. Bãi quả đầu vẫn còn răng dở 2 cây. 25 dân kích đời ở đầu 8. Ồ thôi. Kích 807, và lên đời rất sớm một gai game thủ. Cơ cấu nhà dần đi nhá. Bên nó có Seng ấy. Vâng, khả năng Seng đánh chém là rất cao. Gunny cầm. Voi lại, ui giời lỗi. Đen. Có con voi này thì không cần phải đóng ép ăn bầy hiêu. Nó thế tươi. Vâng, theo BB bảo Seng cung và phô chém. Rồi, phô lên đời khá sớm ấy. Rồi, 956 với bài 19 dân pan. Sàn giò công giáp luôn. Cắt dân luôn bãi vàng này. Hợp lý. Rồi.
Có thêm con voi ở đây khuyến mại luôn. Rồi một e là kín luôn. À không, như vậy là ruộng. Một năm bây giờ mới xuất giò nhá. Đây, năm bên chéo cánh à? Như vậy 5 cánh của chip boy nhá. Đầu xe giò ngay gần nhà mình tưởng, 5 gần nhà. Hey, Hitty, chip boy khỏe đấy nhá. Mình cung hit mà bên kia chỉ là cung sen thôi. Chọc chạch luôn. Không sao, mình là Parmidan mà lạc đà Parmidan với so với lại ô khác bọt nhau nhiều đấy. Rồi, hai anh dân rồi. Cứ bình tĩnh. Mới tăng L thứ hai thôi. Xem nó có thủ P, thủ bèo được không nhá. Từ từ. Khả năng cây gỗ thì ken được nhá. Rồi, vút. Nào. Từ từ ra, đúng rồi. Hay lắm. Chạy thôi. Mình bánh xe rồi phải. Vút. Đấy. Phối hợp ngọt ngào vào. Rồi cho lạc đà phay. Rất hay từ cái thủ PV. Phô không đẩy, không chém được hit đâu nhá. Hit cứ thoải mái đi. Bảo tôi chỉ sợ xèn nó chém thôi chứ. Xèn nó chém nó ép đời sớm nó khác bọt lắm. Đâu đâu cái gì đây, cái cắt gì đây. Vụt. Vụt nó. Ái chà, PV của tao cân đôi, được. Điểm 10 luôn. Ui, giờ mới có tên là đầu. Gặp cái 6 lạc đà nhá. Ui giời. Thôi thôi thôi. Thôi, ăn bảy hiệu đã, cứ bình tĩnh. Lùa. Thôi thôi em ơi. Đi nó tí thôi là ra. Ấy, ấy, ấy. Hình như cung đờ chưa có giáp đâu. Cung đờ chưa có giáp đâu. À, có giáp rồi, vừa có giáp rồi. Đây là gặp 30 đan mà. Tham lai 21 đến từ bàn. Chip boy khỏe không? Không khỏe, chặt đầu luôn. Rồi. Phô bây giờ vẫn đang đi bộ nhá. Ui giỏi rồi, chết thêm 6 dân nữa. Má. Win chặt. Win chặt không cửa thua. Không đánh cửa thua thì mãi bàn tay. Đây, rồi. Tốt lắm. Tham lai 47 rồi, chỗ đấy 2 lớp, 3 lớp vào cho anh. Không có gì phải sợ. Ôi ơi, ôi ơi, ơi. BB, bay bay 22, ui dồi, chém chết hai nhà luôn. Chém chết hai nhà. Cứ đi này thôi, ui dồi, kinh hổ báo quá em mày. Ông cậy ông lạc đà ba đúng không? Ông cậy lạc đà ba đúng không? Ra cẩn thận. Chạy. Cung đờ đâu, cung đờ thằng chip boy đâu. Đây rồi. Đúng rồi, bắn nó, bắn nó. Bắn nó, đây là cung hit ông ơi. Gom đa là cái gì? Gunny Recite 1-0 trong trận đấu thử. Một trận đấu mà BB chém quá hay. Vâng, phô chém xem cùng ấy, bảo là có cửa ngay. Và chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ hai, trận đấu thứ 4.